Mai Phương Thúy bị tóm gọn cảnh bí mật có cử chỉ tình cảm với Noo Phước Thịnh. Vào tối ngày 23 tháng 4 vừa qua, buổi họp báo ra mắt MV Đôi Mi Em Đang U Sầu của nữ ca sĩ Đồng Nhi thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận. Sự kiện diễn ra tại một trung tâm thương mại lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ khá nhiều gương mặt đình đám hiện nay như Kiều Lê, Hoàng Thùy Linh, Huawei cùng rất nhiều người hâm mộ tới xem. Bên cạnh tâm điểm là nữ ca sĩ Đồng Nhi, cặp đôi Noo Phước Thịnh Mai Phương Thúy cũng gây chú ý không kém, khi cả hai liên tục có những hành động thân mật khiến fan không khỏi quán quéo. Ngay từ khi xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện, Noo Phước Thịnh đã không ngần ngại thể hiện tình cảm công khai với Mai Phương Thúy khi hôn má và chủ động kéo nàng hậu sang đứng cạnh mình. Trong suốt sự kiện, cả hai dính với nhau như hình với bóng. Đáp lại tình cảm của anh bạn thân, Mai Phương Thúy công khai gọi Noo bằng chồng, khiến dân tình vô cùng ngỡ ngàng. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ về mối quan hệ thật sự của cả hai. Theo đó, khi giao lưu trên sân khấu, người đẹp 8x đứng cạnh bạn thân Hoàng Thùy Linh, tiếp đến là Noo Phước Thịnh. Lúc trò chuyện, Hoa hậu Việt Nam 2006 đã buộc miệng gọi chồng khi nhờ Noo Phước Thịnh cầm hộ một chiếc micro. Cách xưng hô vô tư của người đẹp sinh năm 1988 khiến nam ca sĩ đứng hình một vài giây và ngay lập tức cười ồ lên. Nghe cách xưng hô đặc biệt của Mai Phương Thúy, MC Hoàng Oanh liền hỏi lại, ủa ai là chồng vậy chị? Chị có thể nói lại cho tụi em nghe rõ được không? Nàng hậu Hà Thành chỉ biết ngượng ngùng bảo, em đừng làm chị xấu hổ, chị đang xấu hổ đấy, bây giờ biết nói gì? Mới đây trên TikTok, Sao Vivu Vivu cùng Sao Việt đã đăng tải một đoạn clip Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy nắm tay nhau cực mùi mẫn. Cả hai vừa nói chuyện vừa công khai nắm tay nhau cực thân mật, khiến ai nấy xem đều phải ghen tị. Đoạn clip với tiêu đề Ai làm lại Noo Phước Thịnh với Mai Phương Thúy đây thu hút hơn 1 triệu lượt view chỉ sau một ngày đăng tải và vẫn đang được lan truyền chóng mặt. Bên dưới bình luận, không ít người hâm mộ bày tỏ sự thích thú. Cầm tay mà cứ vuốt vuốt ngón tay như thế là yêu rồi ấy. Không yêu xin anh chị đừng gây thương nhớ. Chị Thúy và anh Thịnh về chung một nhà đi. Đặc biệt, nhiều fan hâm mộ cho biết đây là cặp đôi duy nhất công khai mà không ai tin. Có thể thấy Mai Phương Thúy và Noo Phước Thịnh là cặp đôi chăm chỉ công khai nhất showbiz Việt. Thế nhưng sự công khai của cả hai dường như bị cả thế giới phớt lờ, bởi lẽ nhiều người cho rằng tình cảm của cả hai không xuất phát từ tình yêu đương mà xuất phát từ tình bạn thân thiết khi quá thấu hiểu nhau. Được biết trước đây, Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy từng có khoảng thời gian hẹn hò, nhưng mối quan hệ không có cái kết đẹp. Sau khi chia tay, cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, luôn ủng hộ nhau cả trong công việc lẫn cuộc sống. Chơi chung nhóm bạn thân và thường xuyên xuất hiện cùng nhau hay thả thính xưng hô vợ chồng trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ không ngừng ghép đôi và mong hai người tái hợp. Đáng chú ý cũng tại sự kiện này, Mai Phương Thúy không ngần ngại chia sẻ về dự định lên xe hoa. Cô cho biết, tôi tính 34 tuổi sẽ kết hôn, nhưng mọi người thấy đấy, năm nay tôi đã 34 mà Minh Hằng lại quyết định kết hôn. Mặc dù là chị em thân thiết, nhưng tôi nghĩ bản thân không thể đọ lại Minh Hằng về độ hot được, nên tôi sẽ chờ thêm vài năm nữa. Đến khi Hoàng Thùy Linh kết hôn xong và tôi cảm thấy độ tuổi của mình không ai cạnh tranh nữa, thì khi đó tôi sẽ thông báo tin vui cho mọi người. Bên cạnh đó, nàng hậu còn hài hước tiết lộ rằng bản thân muốn có 5 đứa con để khi sinh ra chúng sẽ giống như những nhân vật trong phim Bố Già, đánh nhau và tranh giành tài sản. Tôi sẽ ngồi đấy chủ trì phân phát tài sản, ngồi xem các con cạnh tranh với nhau. Tuy nhiên tôi đã 34 tuổi mà chưa có đứa đầu tiên thì không biết 5 đứa sẽ từ đâu ra, cô nói.